Xin chào quý vị các bạn, thì đối với những ai yêu mến dòng xe 7 chỗ thương hiệu Toyota và đặc biệt là giá cả thì vô cùng hợp lý, thì có lẽ đây là chiếc xe mà quý vị các bạn đang cần. Đây là dòng xe Toyota Avanza nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sản xuất năm 2018 các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cái mẫu xe này thì có vấn đề gì bất thường hay không, hay vì sao mà họ bán, đúng không ạ? Và giá cả của nó thì cụ thể thế nào? Các bạn có thể thấy thì đối với dòng xe Toyota Avanza thì có một cái ưu điểm của nó, đó chính là cái dòng xe 7 chỗ giá rẻ của Toyota mới được kế hoạch nhập khẩu từ tháng 8 năm 2018 đổ về đây. Và xe này thì mới được nhập khẩu vào cuối năm 2018 và đăng ký năm 2019 các bạn nhé. Các bạn có thể thấy cái chất lượng xe của nó thì còn rất là tốt các bạn ạ. Đây, toàn bộ những cái keo chỉ thì vẫn còn rất là nguyên bản các bạn nhé. Chất liệu ghế và chất liệu tapi cửa này vẫn còn nguyên bản theo cái chất liệu gốc của nó các bạn nhé. Ví dụ như đây là vẫn là bọc lỉ các bạn ạ. Chất liệu bọc lỉ này. Đấy. Vô lăng này. Chưa có bất kỳ một dấu hiệu gì mòn được các bạn nhé. Tất nhiên là những cái thiết kế của dòng xe Toyota Avanza này, thiết kế nó khá đơn giản. Nó là dòng xe 7 chỗ nhưng giá rất rẻ của Toyota các bạn nhé. Mang thương hiệu Toyota nhưng giá rất rẻ. Đây, hệ thống gương này. Rồi chúng ta sẽ đến với cái, các bạn có thể nhìn thấy đây, cái mô tả của nó đây, model của nó, Toyota Avanza. Đúng ạ, nhập khẩu xuất xứ Indonesia nhé, sản xuất năm 2018 các bạn nhé. Xe này thì đương nhiên là còn gần như là còn rất là nguyên bản này, chưa có bất kỳ một cái dấu hiệu gì liên quan đến việc tai nạn hay đâm đụng gì cả các bạn nhé. Toàn bộ những cái keo chỉ vẫn còn rất là nguyên các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đến cái lốp xe này, mâm xe này. Mâm xe và lốp xe thì các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây, lốp xe vẫn sản xuất năm 2018 các bạn nhé. Đấy, sản xuất năm 2018. Mâm xe thì được thiết kế với cái dạng mâm xe dạng đa chấu này, 4 chấu kép các bạn nhé, 4 chấu kép. Nhìn có hai cái tông màu, một tông màu đen, hai tông màu phai định hình của kim loại đấy, trông rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy rõ. Các bạn có thể tập trung vào khu vực phía đằng sau. Khu vực phía đằng sau thì hãy nhìn đi cửa hậu. Đấy, cửa hậu nhé. Thì toàn bộ cái phần phía đằng sau này cũng còn rất là nguyên bản các bạn. Rất là nguyên bản. Thực ra đối với lại dòng xe Toyota mà 7 chỗ giá rẻ này thì chỉ còn duy nhất một cái đang bán trên thị trường thôi. Bản G các bạn nhé. Số tự động nhé các bạn nhé. Đặc biệt là số tự động. À, bên này chúng ta có thể quan sát này. Đấy. Ra tiếp tục ạ. Các bạn có thể nhìn thấy nhé. Ok, chúng ta sẽ vào cái không gian khoang nội thất để có thể quan sát kỹ càng hơn các bạn nhé. Đối với dòng xe này thì được thiết kế nó cũng khá là đơn giản nhưng mà nó tạo ra một không gian rất là rộng rãi các bạn ạ. Rất là rộng rãi. Đặc biệt là dòng xe 7 chỗ này mà tìm được một chiếc xe 7 chỗ thương hiệu Toyota mà lại số tự động thì mà lại giá rẻ nữa thì không phải là sẵn đâu các bạn nhé. Rất hiếm trên thị trường. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ạ. Trên cái mặt tablo này thì được thiết kế nó khá là đẹp. Màn hình kỹ thuật số các bạn nhé. Xe đã được trang bị cái đầu DVD rồi. Đầu DVD này. Đúng ạ, tôi kiểm tra xem có camera lùi chưa. Chưa camera lùi. Rồi chúng ta có hệ thống điều hòa các bạn nhé. Hệ thống điều hòa. Khu vực dưới đây là cái khu vực để cái sách dự phòng, sách hướng dẫn sử dụng xe các bạn nhé. Sách hướng dẫn sử dụng xe. Và chúng ta có cái gì ạ? Chúng ta có thêm cái, đây, sổ bảo hành vẫn còn nguyên các bạn nhé. Sổ bảo hành thì chúng ta có thể thấy đây. Xe này của bà Ngô Thị Nhung này, ngay ô chợ Dừa Đống Đa các bạn nhé.
Ngày giao xe là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2019. Tức là xe này thì đăng ký năm 2019 các bạn nhá. Toyota Việt Nam cấp cho chị Dung này là mùng 1 tháng 2 năm 2019, nên xe sản xuất năm 2018 nhưng mà đăng ký 2019 các bạn ạ. Rất nhiều quý khách hàng cũng quan tâm đến cái việc mà khi mà chúng ta đi một chiếc xe 7 chỗ thì cái không gian xe có rộng rãi hay không. Thì đối với dòng xe Toyota Avanza này thì được đánh giá là rất là rộng rãi. Đối với những ai mà mong muốn sở hữu một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, đặc biệt là số tự động mà thương hiệu Toyota mà lại giá rẻ nữa, thì cái sự lựa chọn của dòng xe này là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Và chúng ta có thể thấy cái không gian khoang nội thất này rất là rộng rãi mà chúng ta có thể chở gia đình đi, rất là hợp lý đúng không ạ? Chúng ta có thể so sánh đối với lại thương hiệu Toyota thì chúng ta có Toyota Innova thì giá nó đắt hơn rất nhiều. Cái phiên bản số sàn nó cũng tầm khoảng 730 triệu rồi, sau khi mà trừ cái khuyến mại đi nhá, là còn 730 triệu cả đăng ký vào, nó rơi vào khoảng tầm 850. Đấy, có số tự động đắt hơn nhiều, số tự động cả đăng ký vào khoảng tầm 950 cơ. Nhưng mà dòng xe này thì cực rẻ. Kể cả các bạn có thể so sánh như Toyota Rav, thì Toyota Rav nếu cả đăng ký vào cũng rơi vào khoảng tầm 780 thì cũng rất là đắt đúng không ạ? Rất là đắt. Chúng ta sẽ đến với cái hàng ghế thứ 3 xem nó có rộng rãi hay không đúng không ạ? Đặc biệt hơn nữa là quý khách hàng nào mong muốn sử dụng một chiếc xe mà rồi để kinh doanh vận tải ấy, thì chắc chắn là cái dòng xe này rất là hợp lý. Động cơ thì được trang bị động cơ 1.5 các bạn nhé. Đây chúng ta có thể ngồi cái hàng ghế thứ ba đây. Hàng ghế thứ ba cũng khá là rộng đúng không ạ? Mình có thể chở gia đình đi, hoặc các bạn có thể có rất nhiều các bác tài mong muốn sở hữu một chiếc xe để có thể làm dịch vụ, sử dụng dịch vụ, ví dụ như chở bà con ở quê lên trên thành phố chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể sử dụng để chạy dịch vụ chở các chuyên gia. Rất rẻ đúng không ạ? Quý vị các bạn thân mến, thì các bạn vừa trải nghiệm với mẫu xe Toyota Avanza sản xuất năm 2018 và đăng ký năm 2019, chính xác là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2019. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu cái dòng xe Avanza này thì hiện tại giá mới là nên biết là 620 triệu. Cả đăng ký vào thì rơi vào khoảng tầm 100 triệu nữa, tương đương với 720 triệu. Các bạn sở hữu ngay dòng xe này với cái mức giá thì có thể tiết kiệm được khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 140 đến 150 triệu. Giá đang chào bán là khoảng tầm 580 triệu nhưng giá vẫn có thể hỗ trợ được. Tức là giá thì vẫn có thể thương lượng được nếu như quý các bạn đến trực tiếp tại showroom hoặc gọi điện cho hotline đường dây nóng của chúng tôi. Đấy. Quý vị các bạn vừa trải nghiệm cái dòng xe này và hiện tại thì các ngân hàng thương mại cổ phần vẫn đang có chính sách hỗ trợ trả góp lên đến khoảng tầm 70%. Như vậy các bạn chỉ cần chuẩn bị giúp chúng tôi khoảng tầm 150 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Các bạn thân mến, thì quý vị các bạn vừa trải nghiệm dòng xe Avanza 2018. Nếu như các bạn có nhu cầu sở hữu dòng xe này hoặc là cần chúng tôi đánh giá bất kỳ dòng xe nào thì hãy vui lòng comment xuống phía dưới, hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.